Chào các bạn nhé. Cái video lần này mình sẽ đi ép kính con G7 Prime. Cái màn nó bị hiện tượng mà nó bị ám vàng đây này, là màn nó yếu nhé. Thì mình cũng báo khách luôn là 50-50. Một là màn khi làm xong nó sẽ bị đen, những cái chỗ này nó sẽ đen lên hoặc đen chỗ khác lên, hoặc nó sẽ được trắng ra như thế này. Bởi vì màn nó yếu rồi nên nó phải chấp nhận, nếu mà nó có đen ra, bị loang đen ra thì cũng phải chấp nhận. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái màn này. Thấy kiểm tra thấy nó không bình thường mọi người ạ. Cái màu đỏ của nó lại thâm đen xì này, thâm xì này. Màu xanh lá cây cũng không hẳn là xanh lá cây này. Mình sẽ lấy một cái màn khác này, test thử xem nào. Không còn cái màn phản quang của Samsung nào nhỉ. Màu xanh này thì có thể là đúng, nhưng mà tại sao cái màu xanh lá cây này với lại màu đỏ này, hai cái màu đỏ này, cái này thì trả lại thôi. Làm thì lại chết luôn màn thì cũng mất công lắm. Hai màu xanh lá cây này, tươi như thế này cơ mà. Rồi blue này. Thôi màn này trả lại thôi, không làm nữa. Làm lên mất công, hỏng màn. Thì để trả cho khách, chứ là khách dùng tạm, khi nào màn nó chết hẳn thì thay màn khác thôi. Chứ mình nghĩ là màn này chắc chắn làm lên sẽ chết. Nên là làm, một là mình báo khách 50-50 mình vẫn làm thì có thể là nó chết màn thì khách sẽ phải thay màn luôn. Thì mình cũng vẫn làm được, nhưng mà nó cũng không hay lắm. Thôi để cho khách tự quyết, hỏi lại khách em nếu mà chết màn thì thay thì mình làm tiếp. Khách đang làm ở gần nhà nên là chạy ra thương lượng luôn được với khách là bây giờ mình vẫn cứ tiếp tục bóc ra làm. Nếu mà chết thì là khách chịu thay màn mới. Còn nếu mà lên được đẹp thì ok, thì chỉ tính tiền ép kính thôi. Còn nếu mà chết thì là mới phải thay màn. Đấy, vậy thì mình tiếp tục mình làm tiếp. Vì là kính nó vỡ lát nên là mình dán thêm một lớp cường lực vào đây để khi cắt nó không bị rơi vụn ra. Đây mình đã cắt được kính ra rồi này, để mình vệ sinh keo xong là thử gắn vào máy test thử xem là nó có bị thâm màn không nhá. Đẹp các bạn ạ, không bị thâm tí nào luôn. Mở cái màn hình trắng lên cho mọi người nhìn nhé. Đó, không bị thâm tí nào luôn. Chứng tỏ là vẫn đẹp. Mỗi cái màu là nó bị xỉn xỉn màu đó. Đó. Giờ mình sẽ vệ sinh keo và ép kính vào nhé.
nóng, đang thích vào.